Chào mọi người nha. Ngày hôm nay bếp chai kỳ diêm của mình cũng sẽ làm thêm một món mới nữa. Mình cho bếp chai là chả hạt sen. Chả hạt sen mình sẽ quấn với rong biển nữa. Rong biển khi mình xài không hết thì mình sẽ để cuốn lại và bảo quản trong tủ mát nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ lấy khoảng 2 miếng rong biển, mình sẽ cắt ra. Tại vì cái món này là cái món mình cuốn. Rồi, mình sẽ cắt ra là như thế này. Và đây là chả hạt sen là mình đã chiên sơ nha. Xong rồi mình sẽ cuốn lại. Mình sẽ cuốn lại như thế này nha mọi người. Cho một chút xíu nước vô cho nó ướt ướt với rong biển và nó dính lại. Đây là một món ăn mình cũng chế biến để mình ăn chơi cũng được và cũng ăn cơm được. Cũng dễ làm. Thì mình chỉ lấy chả mình chiên xong rồi mình cuốn, mình cũng có thể ăn liền được nữa đó các bạn. Dễ ăn lắm. Mình cũng có thể cầm cái cuốn này mình ăn liền, nhưng mà cái cách chế biến của kỳ viên mình là mình khi mình cuốn lại như vậy rồi thì mình sẽ để tủ lạnh. Mình để tủ lạnh một ngày rồi ngày mai mình sẽ lấy bột chiên giòn. Mình nhúng vào và mình chiên. Thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Thì nó cũng là một món ăn, nếu mà đám giỗ thì mình sẽ làm món đồ nguội cho gia đình. Còn ngày thường thì mình có thể ăn chơi hoặc là mình ăn với bún cũng được. Mình ăn với bún khô nha. Mình ăn với bún khô cũng rất là hấp dẫn đó các bạn. Rất là nhanh. Rất là đơn sơ dễ làm. Như thế này thì mình chỉ để vô tủ lạnh rồi ngày mai mình lấy ra mình chiên nha. Chiên bột. Ở đây mình coi có đủ không? Mình không đủ đâu, mình tìm cách để mình làm cho nó đủ cho một cuốn. Rồi, như vậy thì xong. Mình sẽ để vô tủ lạnh nha các bạn. Cái này là mình để vô tủ mát đi. Rồi, ngày mai mình sẽ nhúng bột chiên. Chào một ngày mới nữa, chúc mọi người an lành hạnh phúc, vui vẻ khỏe mạnh, tránh xa dịch bệnh. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay cái món chả hạt sen mình cuốn rong biển mình đã làm hồi ngày hôm qua hôm trước đó các bạn. Rồi mình đã để tủ lạnh thì ngày hôm nay mình sẽ lấy ra để mà mình sử dụng. Thì cái món này mình ăn liền ngay cũng được, nhưng mà nó sẽ ngon hơn khi mình sẽ chế biến thêm một lần nữa. Là ngày hôm nay mình sẽ nhúng với bột để chiên giòn nha. Thì đây là bột mì ngan. Và đây là một bột chiên giòn. Bởi vì ít cho nên mình chỉ lấy mỗi cái một muỗng ăn canh thôi. Mình không có xài nhiều. Thì nó tùy theo cái lượng của mình có bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu bột thôi. Ngày hôm nay thì
cái lượng bột của mình xài theo chỉ có khoảng chừng vài cuốn thôi, mình làm khoảng một dĩa gọn thì mình vừa làm đủ ăn và cũng để là cái món mình nghiên cứu đầu tiên cho mọi người nhìn thấy. À, đây là tiêu, tiêu xay nha. Mình cũng sẽ gắt một chút xíu hạt nêm vô bột các bạn, ít thôi, tại vì nó ít thì cho nên mình rải ít. Rồi như vậy thì mình sẽ cho nước vào. Với cái lượng nước và bột thì mình chỉ khuấy thì nó vừa sạch sạch để mình nhúc nó được thôi nha mọi người. Đừng có quá lỏng mà cũng không có quá đặc. Mình sẽ độ cho nó thật là vừa. Đặng khi mình nhúng cái cuốn rong biển của mình vô cho nó dính dễ. Bởi vì khi mình cuốn như vậy mình ăn liền á thì nó cũng ngon, nhưng mà nếu mà đối với những người mà răng hơi yếu thì nhai nó hơi dai. Nhưng mà khi mà mình chiên giòn nó lại với bột như thế này thì nó rất là giòn dễ ăn với mọi người. Cho nên mình hướng dẫn cái này là để mình ăn cho nó vừa hấp dẫn đó, nó không có bị ngán, dễ ăn hơn. Rồi mình đánh bột cho nó mịn thật là mịn xong thì mình cho một cái chảo dầu. Mình đang chuẩn bị một chảo dầu và bật lửa lên rồi. Chúng ta bắt đầu chiên nha. Mình chỉ cần nhúng mấy cái cuốn rong biển vô đây thôi. Nếu có thể mình nhúng rồi nó không thấm nhiều thì mình sẽ nhúng thêm. Mình chiên sơ rồi mình sẽ nhúng nữa. Nó chưa có nóng dầu nhiều. Cách chế biến này thì nó cũng là mới lạ. Đơn giản là mình cũng mới thí nghiệm lần đầu tiên nha các bạn. Cho nên mình cũng chưa biết nó sẽ kết quả như thế nào. Tất cả đồ ăn bếp chay kỳ duyên của mình là đại đa số mình đã sáng kiến rất là nhiều ở trong đó. Một phần thì mình cũng học được từ trên mạng, mình cũng coi sơ qua thôi. Rồi có khi mình cũng chế biến lại theo cái ý của mình. Rồi một phần thì mình cũng tự sáng kiến mà làm. Rồi, mình sẽ nhúng bột chiên nha các bạn. Mỗi cái cuốn rong biển của mình cuốn mình cắt, tại vì cái này tùy theo cái miếng chả hạt sen mình cắt nó gọn thôi. Nếu mình cắt hơi to thì cái cuốn nó sẽ to hơn, nhưng mà mình muốn làm cho nó nhỏ gọn vì mình ăn nó không có ngán, đúng không mọi người? Mình muốn cho bột nó dày nữa thì mình sẽ cuốn thêm một lần nữa, mình chiên sơ rồi bắt đầu mình cho nó vô thêm một đợt bột nữa, tức là mình nhúng lại lần hai đó. Mình nhúng lại lần hai thì nó sẽ thấm bột nhiều hơn. Cuốn rong biển của mình nó đầy đủ bột đó thì nó sẽ giòn nhiều hơn. Kiểu mình nhúng bột lần hai này là mình sẽ làm cho hết bột, và cái cuốn rong biển của mình nó dày bột một chút nữa thì nó sẽ rất là giòn.
mình muốn tận dụng cho nó hết bột, mình không muốn lãng phí nữa. Rồi, rất là gọn gàng. Mọi người thấy không? Rất là gọn. Mình không muốn để lãng phí miếng bột nào để mình bỏ hết, cho nên mình sẽ nhúng đi nhúng lại hai lần. Thì xong rồi mình sẽ chiên lại như vậy thì nó áo một lớp bột dày ở ngoài, nó cũng sẽ giòn cái miếng rong biển của mình. Cái cuốn rong biển của mình. Đã vàng nha mọi người. Rồi mình đã hạ lửa hơi thấp xuống một chút để cho cái cuốn rong biển của mình thật là giòn nha các bạn. Rồi nó đã thật sự vàng, mình lấy ra nha. Rất là ngon và hấp dẫn. Rồi như vậy là cái cuốn rong biển cuộn chả hạt sen nhúng bột, mình lăn bột, mình chiên đã hoàn tất. Rất là ngon và hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nguyện cho bao hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm nha. Với bếp chai kỳ duyên của mình. A Di Đà Phật.